Vương Đài Trang Be Mew Supply hân hạnh giới thiệu đến bạn một siêu phẩm vừa mới được ra mắt của thương hiệu mát. Em nó được gọi là mát Tô E, hiện đã được bày bán tại tất cả các cơ sở của Vương Đài Trang Be Mew Supply. Mời các bạn cùng đến trải nghiệm ngay nhé và nhớ cho Trang biết cảm nhận. Những bạn không tiện ghé shop thì hãy theo dõi ngay video này nhé. Nào, giờ chúng ta cùng khui hộp thôi. Vỏ hộp của chiếc máy mát Tô E hoàn toàn tương tự với các loại máy khác của nhà mát. Bên trong hộp sẽ có một tờ thông tin sản phẩm. Một dây máy RCA. Và phần quan trọng nhất là chiếc máy mát Tô E. Với thiết kế không thể nhỏ gọn hơn, đường kính máy chỉ 15mm, chiều cao 100mm và máy nặng chỉ 45g. Nên tính tới thời điểm hiện tại, em mát Tô E là em máy nhỏ nhất của nhà mát nha các tình yêu ơi. Kích thước chỉ tương đương với một cây bút, vô cùng phù hợp với các master có kích thước tay nhỏ từ size S đến size XS. Bây giờ Trang sẽ test thử khả năng hoạt động của chiếc máy này ra sao nhé. Hãng khuyên cáo sử dụng máy từ 5V đến 9V. Các bạn sử dụng các kỹ thuật đi sợi với mức vôn nhỏ hơn cũng nên bật máy từ 5V, rồi hạ thấp dần xuống mức vôn mong muốn để máy có thể hoạt động được trơn tru. Vì nếu bật máy ngay từ mức vôn thấp, máy sẽ không đủ công suất điện để hoạt động. Cũng giống với các máy xăm khác của Mát, trước tiên chúng ta phải kết nối rắc nhỏ với chuôi máy và rắc lớn với nguồn. Đặt kim đạn khớp với rãnh máy, ấn nhẹ và vặn sang trái để khóa chặt kim. Phải công nhận là Mát không ngừng cập nhật và cải tiến. Trang khá là hài lòng với hoạt động của Mát Tô E. Máy có stroke chỉ 2.3, một em máy có động cơ siêu nhỏ gọn thế này mà lực không hề yếu nha. Nhịp đánh kim đầm và êm, không hề nghe tiếng động cơ. Điều này sẽ giảm rung máy, giúp các master đi sợi được nét hơn, mượt mà hơn, có thể tập trung và sáng tạo nhiều hơn dành cho các tác phẩm của mình. Việc điều chỉnh kim thì cũng giống như các em máy khác của Mát thôi, chỉ cần vặn phần đầu máy sang phải để làm ngắn kim và vặn sang trái để làm dài kim. Chúng ta cùng ngắm nhìn lại em máy Mát Tô E một lần nữa và cùng nghe những review chân thực nhất từ master Cao Cường nha. Nhiều keo anh? Nhiều ok hết đấy. Em hoặc là em mà đi xuống đều chứ. Không bị nghe tiếng động cơ. Vậy nó hơi nhỏ thôi. Em máy này nếu mà cầm thì các bạn nữ là tay nhỏ nhỏ, cầm rất là thích. Nó vừa nhẹ vừa êm mà đi đều kim. Cảm giác cái kim nó nảy lên, mình cảm giác được rõ được cái độ ma sát của kim lên tay ấy. Mà cái độ dập của máy, cái phần stroke máy ấy, xuống rất là đều. Máy này đi sợi này rất là mảnh luôn. Mảnh đều. Máy này internet. Đó, mình test là mình thấy cái mực đi xuống rất là đều luôn. Đi đến đâu là mực đi đến đấy mà ra rất là đều. Như cái máy này mình đang đi cái tốc độ là 3.7 cũng dầm luôn. Cái stroke xuống rất là nhịp nhàng so với cái tốc độ tay của mình. Đó là nhà nhìn. Nó sợ nhất cái tí luôn. Đấy, mình quay gần này mọi người cũng nghe tiếng động cơ luôn, nó không nghe tiếng máy luôn. Êm lắm mọi người ạ. Rất là êm, stroke là stroke êm lắm, đây này. Stroke bao nhiêu nhỉ? Mini này, mới về em. Đi stroke đều cái man luôn này. Hai cái máy. Cái máy này nó nhỏ gọn nên cầm không bị mỏi tay. Ừ. Những cái máy nên là bạn nào mà tay nhỏ xinh mà thích cầm những cái máy nhỏ gọn thì cái máy này cầm rất là sướng luôn. 2.3 độ dập xuống rất là thích luôn, cầm êm du nhẹ nhàng luôn. Đấy. Nãy giờ nhà nhìn mình không hề đi lấy mực lên mà mực nó xuống vẫn đều, không hề bị ọc mực luôn nhá. Tất cả các sợi nhé mình đang đi ra nó đều không ọc mực này, mà mực đi xuống đều tay luôn. Đấy, đi bao nhiêu sợi rồi mà chưa cần phải lấy thêm ọc mực nào vào, nó mực xuống rất là đều, vải đều này đó. Đi sợ cua hơn nhá. Do máy nhỏ mình cua tay rất là dễ luôn. Đó, đây là sợi C này, từ S nhá. Bẻ rất là dễ. Ừ, to thì cũng một tí thôi. Này to bằng cái đầu ngón tay mình thôi nhá, bằng ngón tay này. Đó. Rất là thích. Mà đi êm thì chính là đi êm nên mình sẽ cảm thấy kim tốt hơn. Này đi bao nhiêu sợi bây giờ mới đổ hết mực này. Nhưng cái đồ hút mực mà giữ mực ở trong khoang của kim của cái máy này rất là tốt, không hề ọc mực luôn. Bây giờ đi tầm gần 10 sợi rồi mới phải lấy mực một lần. Mình không cần nhất thiết là lấy mực liên tục đâu, nó mới ọc mực. Mình lấy một lần mực, cái máy này nó giữ stock, làm cho cái mực ở trong khoang của kim nó giữ ổn định nhé. Okay. Định lấy mực máy này nhá. Mỗi chiếc máy sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau và cũng cần tùy thuộc vào kỹ thuật cũng như lực tay của các bạn để lựa chọn chiếc máy phù hợp. Nếu có thắc mắc gì thì đừng ngần ngại inbox ngay cho bên Trang để được giải đáp ngay nhé.
Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!